Chúng ta đang tiến đến bước cực lớn trong lĩnh vực y học. Nếu như trước đây bạn chỉ có thể lấy tim của một con nào đó, nướng một cái nó vào dạ dày mình, thì bây giờ bạn có thể thả tim cho bất kỳ ai mà bạn thích trên mạng xã hội, hoặc ghép nó cho bất kỳ ai mà bạn muốn. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng xem với trình độ y học hiện tại, nó có thể và không thể làm được những gì nhé. Việc cấy ghép một bộ phận của người khác vào cơ thể của mình không có mấy là xa lạ với mọi người. Thậm chí nó còn là cả một ngành công nghiệp không khói ở một quốc gia nào đó. Nhờ phương pháp này, hàng triệu người có thể tiếp tục sống thay vì hẹo chỉ vì một trong những cơ quan trong cơ thể gặp vấn đề. Vài bộ phận được cấy ghép phổ biến là có thể nói đến như phổi, tim, gan, thận và ruột. Một vài cái khác thì ít phổ biến hơn nhưng vẫn được ghép là tử cung, tay, chân, da hoặc là giác mạc, vân vân. Nguyên tắc để ghép tạng thì rất đơn giản. Đầu tiên là cần tìm mô phù hợp từ người hiến, phải là phù hợp, nếu không chúng sẽ bị thải ghép. Tức là hệ miễn dịch không chấp nhận bộ phận mới sau khi ghép. Để phù hợp thì mô của người hiến tối thiểu phải trùng nhóm máu với người được hiến. Mô thì cần phải sạch, không chứa các loại tế bào ung thư, các virus của các loại bệnh như vân vân. Tiếp đó thì là tiến hành cấy ghép mạch máu với mạch máu, gân với gân, dây thần kinh với dây thần kinh. Tùy vào từng bộ phận mà những thứ trên thì có độ to nhỏ khác nhau. Tùy vào độ to nhỏ thì nó sẽ quyết định mức độ phức tạp của các phẫu thuật. Hiện tại y học thì chưa thể ghép những thứ phức tạp như mắt, lưỡi, tủy. Thực tế thì đã có vài cuộc phẫu thuật trên động vật ghép đầu của con này vào cơ thể của con khác, chẳng hạn như con này. Không chỉ là ở động vật mà nó đã thành công trên cả cơ thể người. Ca ghép đầu này thì đã thành công vào 2017. Tuy là vậy nhưng nó lại bị cả thế giới chỉ trích thay vì công nhận nó là một thành tựu vượt bậc của y học hiện đại. Cũng dễ hiểu tại sao người ta lại chỉ trích. Mình thì chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nó hơi ghê. Nếu chúng mà được công nhận rồi phổ cập rộng rãi, bạn có cho là sẽ có một nhóm người sống bất tử hay không?